Xin chào quý vị, các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City. Hiện tại bây giờ Phú đang có mặt tại đường 4 cũ, hay gọi là đường Trương Định bây giờ, để đưa quý vị các bạn đến một quán cà phê. Quán này có tên là Kim Coi Coffee. Từ đầu đường 4 cũ đi vào khoảng 20 mét, quý vị sẽ nhìn thấy một cái bảng rất to Kim Coi Coffee quý vị ha. Bây giờ Phú sẽ đưa quý vị các bạn đi vào bên trong để khám phá thử xem quán có gì đặc biệt hay không quý vị nha. Bên phía bên ngoài, người ta có trồng những bụi cây và trang trí những cái tiểu cảnh như thế này. Rồi, chúng ta sẽ đi qua một cây cầu để bắt đầu đi vào bên trong nha quý vị nha. Người ta làm cái cầu thế này này, quý vị sẽ đi thẳng vào bên trong quầy để order nước quý vị nha. Đây là cái bảng giá của các loại đồ uống. Và có các loại đồ ăn vặt ở đây. Quý vị có thể mua để ăn thêm quý vị nha. Bên phía bên này là quầy pha chế và là nơi để quý vị nhận nước cũng như là những loại bánh ngọt khác. Quý vị có thể mua tại đây để ăn thêm. Đây là các loại bánh ngọt đây này quý vị. Các loại bánh ngọt này Phú thấy thì bây giờ hầu như các quán cà phê và quán trà sữa, người ta đều có những cái loại bánh như thế này để ăn thêm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng tham quan hồ cá coi như quý vị nha. Từ ở trên quý vị nhìn thấy này. Đó, bên trong quán người ta thiết kế dạng những cái ô như thế này. Phía dưới là một cái hồ người ta nuôi cá coi, hay gọi là cá chép Nhật đấy quý vị. Đây là một cái góc khác để quý vị có thể nhìn thấy được toàn bộ không gian bên trong quán. Phú thấy là người ta đào một cái hồ lớn để người ta nuôi cá coi ở dưới. Sau đó người ta thiết kế những cái ô dạng ô vuông, ô tròn như thế này. Rồi kê bàn ghế bên trong để cho khách ngồi uống cà phê. Nơi đây có một cái màn hình LED lớn. Phú nghĩ chắc là để có những chương trình hát với nhau nghe, hoặc là để coi những cái chương trình bóng đá vào những cái mùa giải. Nơi đây lại là một cái không gian khác ở phía bên trên, dành cho những ai không thích ngồi gần cá thì quý vị có thể ngồi ở trên đây ha. Tại vì không phải ai cũng thích ngồi gần cá. Những con cá coi này rất là hay, giống như kiểu là đánh được hơi người vậy đó. Quý vị ngồi một lúc và nó sẽ đến rất là nhiều. Phía chỗ này, ngay chỗ quầy order nước, có một cái tiểu cảnh khác ở đây, giống như kiểu là hòn non bộ quý vị. Và phía dưới cũng có rất là nhiều cá luôn. Đứng từ góc này, quý vị cũng có thể nhìn thấy được toàn bộ bên trong không gian của quán này. Ở trên quý vị có thể nhìn thấy đó là một cái mái tre. Phú nghĩ buổi tối có thể người ta sẽ kéo ra cho nó mát. Rồi bây giờ Phú sẽ bắt đầu đi xuống kiếm một cái ô nào đó để ngồi, rồi quay tiếp cho quý vị xem nha. Đây, từ cái ô mà Phú ngồi, Phú sẽ nhìn xuống cái hồ và thấy cá nó bơi như thế này quý vị. Ở phía bên trên này quý vị thấy là người ta có thiết kế một cái khu nhà lồng ở trên. Và ở trên này có thể là người ta sẽ sử dụng máy lạnh quý vị nha. Thì đây là ly trà sữa mà Phú vừa mới gọi ra. Nếu chấm theo thang điểm 5 sao thì Phú sẽ chấm cho nước ở đây là 2 sao quý vị nha. Bởi vì nước chỉ uống tạm được thôi, chứ không phải là ngon hoặc là dở quý vị nha. Đây thì khi mà ngồi tại những cái ô như thế này uống cà phê, quý vị cứ nhìn ra bên hồ sẽ thấy cá bơi bên này khá là thú vị. Những cái nhà lồng ở bên trên khá là thú vị quý vị. Thì Phú nghĩ đó là những không gian riêng dành cho những cặp đôi nếu như không muốn ngồi ở cái khu vực những cái ô để ngắm cá quý vị ha. Xem đến đây thì có lẽ nhiều quý vị cũng như là các bạn sẽ hỏi là những khu vực như trên gác lửng hoặc là trong những nhà lồng, tại sao Phú không lên đó quay để review chi tiết cho quý vị xem mà cứ đứng từ xa thế này quay. Nói chung là quý vị cũng có thể nhìn thấy được toàn cảnh, nhưng quý vị sẽ không biết được là bên trên đó có những thứ gì. Thì Phú xin trả lời quý vị là bên trong quán này người ta không cho phép
được quay video, cho nên là Phú không thể tiếp cận được gần để quay cho quý vị xem, mà chỉ đứng ở phía dưới rồi lia máy ra từ xa cho quý vị xem mà thôi, cũng như là chỉ cho quý vị xem được toàn cảnh ở khu vực phía dưới hồ cá coi thôi. Thì Phú có hỏi nhân viên thì người ta nói là cho phép được quay phim chụp hình giống như kiểu chúng ta tự sướng ở những cái khu vực chúng ta ngồi mà thôi. Chính vì thế cho nên là Phú không thể nào mà đến những cái khu vực đó để quay cận cảnh cho quý vị xem được. Thì Phú thấy là có nhiều gia đình đến để uống cà phê và dẫn theo các em nhỏ để cho các em chơi đùa với cá. Thì theo như Phú nghĩ, nếu như có dắt các em nhỏ đi theo thì chúng ta phải coi các em thật là cẩn thận để tránh những trường hợp mà các em bị té xuống hồ nước quý vị ha. Khi Phú đi đến đây thì được anh nhân viên này nhắc nhở là không có được đi quay phim lung tung nữa, cho nên là Phú sẽ quay trở lại chỗ ngồi và quay từ xa cho quý vị xem. Đó, quý vị thấy là bên phía bên trên có những cái nhà lồng kính như thế này để quý vị có thể ngồi bên trong không gian máy lạnh ha. Đó, cũng như là những cái nhà lồng dạng cái lồng chim như thế này quý vị, khá là thú vị luôn. Thì đến đây Phú xin được tạm dừng cái video này đây. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo. Mến chúc quý vị các bạn được nhiều sức khỏe, được mọi sự bình an quý vị nhé.